Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chuyển cái ứng dụng Techcombank Fast Mobile sang cái điện thoại mới. Thì sau khi các bạn đã tải về và cài đặt thành công và đăng nhập được vào cái ứng dụng trên cái thiết bị mới thì nó sẽ nói là vui lòng kích hoạt Smart OTP để tiếp tục giao dịch cho cái điện thoại mới của chúng ta chưa được ghi nhận đã kích hoạt trên cái điện thoại mới này. Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài màn hình chính và vào ngay chỗ cái phần ba gạch phía trên cùng và chọn vào cài đặt Smart OTP. Thì lúc này các bạn sẽ có hai cách. Một là các bạn sẽ đăng nhập lại trên cái thiết bị cũ để hủy cái kích hoạt, hủy cái Smart OTP đi. Và cái trường hợp hai, nếu như các bạn không có điện thoại cũ nữa thì các bạn thực hiện gửi tin nhắn để hủy. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái trường hợp 2 để cho nó đỡ mất công phải đăng nhập trên cái điện thoại cũ nữa. Và các bạn sẽ vào tin nhắn, các bạn sẽ nhấn 8049 và các bạn phải chọn cái số điện thoại mà các bạn đăng ký Techcombank nha. Đó. Các bạn phải chọn cái số điện thoại đó và gửi là Techcombank hủy Smart OTP và nhấn gửi. Lúc này các bạn sẽ tốn phí là 1.000 đồng. Đó, như vậy là mình đã hủy được thành công cái Smart OTP trên cái thiết bị cũ. Lúc này các bạn sẽ thoát ra và vào lại ba gạch cái phía trên cùng và nhấn vào cài đặt Smart OTP. Các bạn nhấn tiếp tục. Rồi, nó có hai dòng. Dòng trên là các bạn sẽ nhập mật khẩu đăng nhập, và dòng dưới là các bạn sẽ nhập cái mã vừa mới gửi về điện thoại của mình đó. Đó. Các bạn nhớ nha, dòng trên là cái mật khẩu đăng nhập ứng dụng. Rồi các bạn sẽ vào cái tin nhắn vừa mới gửi về. Đó. Và nhập cái mã này vào. Sau đó các bạn sẽ nhấn xác nhận. Đó, lúc này nó sẽ ra cái mã, ra cái màn hình để chúng ta đổi lại cái mã Smart OTP gồm có 4 số. Các bạn sẽ nhập 4 số nha. Các bạn nhấn tiếp tục. Và các bạn sẽ nhập lại cái mã đó thêm một lần nữa. Ok, như vậy là các bạn đã đổi mã OTP trên thiết bị mới thành công. Video của mình tới đây là hết. Các bạn nhớ like video và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé.